Sân bay Kansai được xây dựng năm 1987, nhưng mãi đến ngày 4 tháng 9 năm 1994 thì nó mới được đưa vào hoạt động. Nó có chiều dài là 4 km và chiều rộng là 2,5 km. Sau 5 năm hoạt động thì sân bay Kansai bị lún vào nước biển khoảng 8 m, và thời điểm đó người ta nghĩ rằng sân bay Kansai là thảm họa của kỹ thuật. Nhưng sau khi Nhật Bản khắc phục được sự cố thì sân bay trở thành một trong 10 công trình kiến trúc thiên niên kỷ, và ngày nay nó được thừa nhận là một trong những sân bay có những thiết bị tiên tiến và là những sân bay hiện đại nhất trên thế giới. Mặc dù sân bay Kansai được thiết kế để chống lại bão lũ và động đất, nhưng trận bão ngày 5 tháng 9 năm 2018 nó bị chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão Jebi, trận bão mạnh nhất kể từ 25 năm nay. Chiếc tàu biển chở dầu bị gió cuốn trong bão Jebi giật khỏi vị trí neo đậu, nó trôi va vào cây cầu và làm cho toàn bộ hệ thống đường sắt từ sân bay nối với đất liền bị đóng băng hoàn toàn, và người ta có thể di chuyển bằng xe buýt ở bên phần còn lại không bị ảnh hưởng của cây cầu. Vào ngày đó có khoảng 3.000 hành khách bị mắc kẹt qua đêm ở sân bay, và một số người ở lại nhà ga cho tới 18 tiếng đồng hồ trong tình trạng thiếu điện và nước. Chào các bạn, đây là con đường ở phía trước nhà ga đi đến sân bay Kansai. Thì đây là bảng hướng dẫn chỉ đường đi vào sân bay quốc tế cũng như là sân bay quốc nội của Nhật Bản. Sau đây mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về sân bay nhé. Còn đây là cổng để ra, đó là cổng phía Nam và cổng phía Bắc. Còn đây là trung tâm tư vấn khách du lịch, có những gói du lịch dành cho khách du lịch có thể đi từ sân bay đến những tỉnh thành khác bằng xe buýt với những giá rất là đặc biệt. Mình đã có cuộc trò chuyện với cô bán hàng về dịch vụ thuê điện thoại cũng như là cuộc phát wifi. Bảng giá ở đây có nhiều cái gói cước phí 7 ngày, 8 ngày, 16 ngày trong vòng 1 tháng thì nó tương đương với số giá tiền được ghi bên dưới. Và phía bên tay phải đó là giá cước phí dùng cho SIM gọi quốc nội cũng như là sử dụng Internet. Ở dưới tầng 1 là bãi đỗ xe dành cho những người dùng ô tô đi tới sân bay và là nơi lên xe buýt cũng như là mua vé xe buýt. Có 4 chỗ để mua vé xe buýt A, B, C và D. Thì chỗ C này phục vụ 24/24 giờ. Đây là quầy để bán vé tự động. Quầy bán vé này có ghi tiếng Anh, tiếng Nhật cho nên rất là dễ sử dụng. Khi các bạn tới sân bay vào giờ muộn và hết xe điện để đi thì lời khuyên tốt nhất dành cho bạn là hãy tìm một chuyến xe buýt đi tới ga gần nhất, đó là ga Izumisano, và ở nghỉ trọ lại một cái nhà nghỉ rẻ tiền. Thì mình xin giới thiệu cho các bạn một trong những nhà nghỉ gần ga Izumisano, đó là Bitsuji. Chỗ này cái giá phòng rất là rẻ, phòng dành cho nam và nữ, hoặc là phòng dành cho nữ, 4 người cùng ở một phòng, có tiện nghi rất là tốt. Giá phòng ở đây dao động khoảng 600 ngàn một đêm và nó cách ga Izumisano khoảng 10 phút đi bộ. Các bạn có thể đi theo bản đồ in dấu màu đỏ này. Một lời khuyên cho các bạn nếu muốn du lịch ở Nhật Bản là các bạn tốt nhất nên đặt mua vé Japan Rail Pass ở Việt Nam, vì nếu như sau khi nhập quốc ở Nhật các bạn sẽ mua giá vé này đắt đỏ hơn là ở bên Việt Nam. Thì đây là một loại vé tàu JR nhằm giúp cho khách nước ngoài có thể đi lại một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí trên đất nước mặt trời mọc. Sử dụng cái thẻ này, các bạn có thể đi được nhiều nơi như là Hokkaido, Tokyo, Kyoto, Osaka, Hiroshima với một giá vô cùng rẻ.
Các bạn sẽ, đây là tàu siêu tốc Shinkansen. Các bạn có thể đi tới Kyoto, Hiroshima hay là tận cùng ở trên Hokkaido chỉ bằng Shinkansen. Nhưng mà giá thì cực kỳ rẻ so với người đang sống ở Nhật. Bạn hơn nữa bạn có thể sử dụng vé này để đi những cái phương tiện của hãng JR như là xe buýt hay là xe lửa hành viên đạn Shinkansen hoặc là tàu điện JR. Chúc các bạn có đến chuyến đi vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.